Việt Phong đã có được 2 bàn thắng tại mùa giải năm nay. Trọng Hoàng, cơ hội giữ vào đầu. Hoàng Đức dứt điểm, không vào, cơ hội. Cho hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai khi mà những sai lầm, đặc biệt là Trọng Sáng, đã khiến cho đội khách phải nhận liên tiếp 3 bàn thua. Mùa giải 2020 khởi đầu không được suôn sẻ với Trương Trọng Sáng. Những sai sót cá nhân của cầu thủ này khiến Hoàng Anh Gia Lai đánh rơi 2 điểm trước Viettel. Tiếp theo đó là hàng loạt trận đấu với kết quả không được như ý của đội bóng phố núi. Sau những kết quả như vậy, Trọng Sáng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Tuy nhiên, những áp lực đó lại là động lực để Trọng Sáng phấn đấu. Bao giờ khởi đầu thì cũng khó khăn. Và mình cứ cố gắng tập luyện và thi đấu thôi. Mình nỗ lực từng trận, mình nếu mà có những cái sai sót hay những trận đấu chưa tốt thì đấy là kinh nghiệm và đấy là cái để cho mình phát triển hơn sau này nữa. Về mình xem lại băng rồi mình lắng nghe đồng đội, lắng nghe ban huấn luyện, cố gắng tập nhiều hơn, nghĩ về những sai sót của mình và mình cải thiện nó. Mình sẽ chú tâm vào những cái tình huống ở trong sân hơn. Từng buổi tập thì mình sẽ chú trọng những cái tình huống mà mình đã dễ mắc lỗi nhất, mình cố gắng sửa những cái điều đấy. Chủ yếu thì mình là chuyền bóng nhanh hơn, quan sát sớm hơn nữa. Và một điểm yếu trong xoay sở, mình phải vượt qua áp lực để mình mới trưởng thành được. Mình cảm thấy là đó cũng là một cái để cho mình tốt hơn mà, bản lĩnh hơn. Suy nghĩ như vậy nên Trọng Sáng không để cho áp lực đánh gục bản thân. Qua từng trận đấu, trung vệ 27 tuổi thi đấu ngày càng chắc chắn. Anh không ngừng nỗ lực hàng ngày, từ trên sân tập đến khi bước vào các trận đấu chính thức. Với cầu thủ người Hà Tĩnh, chính ban huấn luyện và các đồng đội tại đội bóng phố núi đã giúp anh có được ngày hôm nay. Đây là một câu lạc bộ tuyệt vời. Nhưng mà mọi thứ từ ăn ở sinh hoạt rồi tập luyện, những đồng đội và ban huấn luyện cũng như lãnh đạo câu lạc bộ đều mọi người đều rất tuyệt vời, đã tạo điều kiện tốt nhất cho cầu thủ. Mình cảm thấy ở đây là một trong những câu lạc bộ gọi là tốt nhất ở V-League. Đúng là Hoàng Gia Lai tạo cho mình cảm giác đầy đủ và cảm giác gọi là tuyệt vời nhất. Mình cảm thấy tự tin hơn để từ tập luyện đến thi đấu, và mình vào sân mình thoải mái thì mình cảm giác mình sẽ chơi tốt hơn. Nhưng mà mình phải không phải như thế mà mình có thể chứng lại, mà mình phải cố gắng để phát triển hơn nữa, tự tin hơn và giúp cho đội giành nhiều chiến thắng hơn nữa. Trong vấn đề anh đây thì em nói chung là em cắn cũng cố gắng nhiều hơn, cố gắng nhiều, em cơ giáo cũng càng ngày càng tốt lên nhiều hơn nữa. Ra sân em tập em hô hào hay là động viên anh em, và cấp cứ em cố gắng nhiều đi, có vị trí tốt và em cố gắng thi đấu tốt đi cho em, nói chung là dưới mình yên tâm hơn nhiều. Nói chung thì những là chơi hay là không chơi thì nói chung là vô sân thì anh em mới biết được cái cảm giác như nào. Thắng thì nhiều người khen hay là thua thì đó là chuyện bình thường trong đội bóng đá rồi. Nhưng mà nói chung là chúng em cố gắng tập luyện tốt và thi đấu tốt hết khả năng của mình, là cố gắng hết sức là được. Đội đang tốt dần lên từ bắt đầu mùa dịch, và anh em cũng đang nỗ lực và nhắc nhở nhau, thúc đẩy nhau để hoàn thiện và thi đấu tốt hơn trong những trận sắp tới. Mục tiêu của bản thân mình thì cố gắng thi đấu nhiều trận hơn nữa, thi đấu trọn vẹn mùa giải và giúp đội có thứ hạng cao trong mùa giải năm nay. Dù chưa thật sự hoàn hảo, nhưng Trọng Sáng đang từng bước hoàn thiện mình để trở thành chốt chặn đáng tin cậy của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Chúc cho những mục tiêu của trung vệ có chiều cao 1m81 với đội chủ sân Pleiku ở mùa giải này sẽ trở thành hiện thực.